vội vàng làm chế chất nhau bạc tình. Anh giờ đây như là chim đã rời cánh bước bay tìm ông. Em giờ đây như là hoa, hoa tà tươi. Cách xong chưa em? Em đâu rồi? Rồi không? Cái cái nhỏ này nè nha. Chị em có nhiều cách lệnh nữa quá. Hả? Hả? Đúng không này không? Dạ. Mày đắng nó tí xíu rồi thầy. Đắng tí mua qua. Bây giờ xả nước cho nó quăng mà chín cỏ là tóc em cũng quá thuốc đúng không? Dạ. À. Em muốn không tới thuốc thì xả nước nó đã không quăng rồi. Còn nó quăng nhiều quá thì nó tới hết. À, nó quá thuốc. Cái này là thuốc quá, nó thuốc. Sảy nha thầy. Ừ. Không là để thầy ra thầy sảy gì mẹ. Dạ. Chấm mấy sấy cho mình nha. Chào Nguyễn Tính. Hôm nay mà người cần thấy lô thầy thì là hôm nay chắc cũng lạnh ha.
chơi vậy rất là vui và rất là đơn giản, và đặc biệt cái gì đấy không ngoài là ngồi vết sinh. Cái gì quan trọng nhất là ngồi vết sinh, và thứ hai quan trọng nhất là thần thái, và cuối thứ ba mới tới người thợ làm tóc. Tạm biệt các bạn, quên mở tóc mới là cái đại ca.